Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Ô tô Hoàng Kim. Thì hôm nay đây, trước mặt mình đây là một chiếc xe Toyota bán tải hiệu Hilux. Đó, thì ai bảo là mình chạy Toyota là không được lên đồ chơi? Ai bảo chuyện đó? Đây là một chiếc Toyota bán tải lên rất là nhiều đồ chơi. Cái đầu tiên là cái thùng cuộn Alpha. Thì một chiếc bán tải thì nên lên một cái thùng cuộn như thế này để có thể chở đồ, tránh mưa gió này kia kia nọ, rất là tốt. Bên cạnh đó thì chiếc xe này còn đã lên cho mình một cái lớp cách âm nè, và chuẩn bị thêm một cái lớp tiêu âm nữa. Đây, một lớp tiêu âm ở đây nữa là sẽ lắp lên đây. Đó, giúp là giảm tiếng ồn nè, rồi làm cho cái không gian bên trong xe nó yên tĩnh hơn, nó thoải mái cho cái người lái cũng như cái người ngồi trong xe hơn. Lắp cách âm và lắp tiêu âm này để làm cái gì? Và đây là một cái mục đích lớn nhất của nó, đó chính là nâng cấp lên full nguyên một cái bộ loa của Hilux luôn. Thì full nguyên một cái bộ loa Hilux này gồm có những cái gì? Giờ mình đi từ trên xuống dưới ha. Đây là cái đầu tiên, đó chính là một cái cặp súp. Súp là mình phải chơi nguyên một cặp, nó đánh bass cho nó nghe cho nó đã, cho nó sướng. Mình có cách âm với tiêu âm mà làm gì? Chơi nguyên một cặp súp luôn. Thì đây là một cặp súp của em nó. Đó, ở đây. Rồi, lên cặp súp xong á thì mình có một cái loa, đây là loa mix. Thì loa này á là mình sẽ gắn ở bốn cánh cửa. Đây là một cái loa chép nè anh em. Loa chép thì làm giúp cái âm thanh nó trong hơn, nghe nó hay hơn và nó sáng hơn. Rồi, bên cạnh đó thì đây, một cái không thể thiếu cho một cái hệ thống loa. Đố anh em biết đây là cái gì? Đây chính là một cái bộ âm ly để giúp điều chỉnh và kết nối lại tất cả những cái bộ loa trên đây, từ loa sub, mid cho đến chép luôn. Nó sẽ kết nối lại và thông qua một cái bộ điều khiển âm ly này để giúp cái âm thanh nó trở nên nó hay hơn. Âm thanh nó hay không á là ở chỗ cái âm ly này nè, có xịn hay không nè anh em. Đó, thì full toàn bộ combo luôn của Hilux là nằm ở đây. Rồi, xong rồi đó, bây giờ là mình cùng nhau tiến hành lắp đặt thôi. Fucking on your lady, she dripped out like the 80s, baby. Mama, fuck her with no condo, she love my anaconda. Beat it, Ronda, bitch, I'm feeling rowdy. Bitch, you can doubt me, bitch, I'm about my money. You can ask about me, bitch, I wanna test her on the coupe. Fuck her Audi, posted in the 80s, but I came from Bryan County. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử cái âm thanh này như thế nào nha. Nếu anh em nào có tai nghe hãy đeo tai nghe vào trải nghiệm.